Nhưng mà cái số tiền đó đem đi từ thiện để làm cho thằng Vinh có phước đức. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đó, cậu Nam Vũ Linh làm rất là nhiều việc có ý nghĩa và phước đức nha cả nhà. Cho nên là bây giờ thành ra cũng là thân thiết với nhau. Thành ra lúc mà chết Vinh chết thì tại cô là Đạo Thiên Chúa, cô cúng ngày Tây, còn cậu Vũ Năm thì cúng ngày Ta. Vinh là chết ngày 7 tháng 10, còn ngày Tây bên Đạo thì 4 tháng 11. Thật ra cô cúng ở nhà cô thì cậu qua, rồi khi mà cậu cúng Vinh ngày Ta thì cô qua. Và chị là chuyển gia đình thân thiết tới giờ luôn. Và lúc Vinh mất vẫn liên hệ với nhau, vẫn như vậy. Cũng như là người quen thân rồi. Người nhà cũng như là như người nhà luôn. Giống như người nhà. Cô nói mới biết là Hoàng Vinh á, thật sự là Vinh con không biết là mẹ của Hoàng Vinh. Cô có hình hả cô? Nó đi Mỹ với ổng đó mà. Có đi Mỹ với cả ổng đi hát bên Mỹ, ổng làm chị em dặn xem cho nó Mỹ coi mà. Cái hình của Hoàng Vinh và cậu Năm chụp chung nha cả nhà. Với lại là Hoàng Vinh cũng có chụp những cái tấm hình của cậu rất đẹp để làm kỷ niệm luôn. Vinh hôm bữa nó chụp con đó rồi. Thầy của cô Hinh đi ra ngoài rồi. Đám ma ổng lấy hình ra nhiều lắm. Cô là có mấy người con cô? Cô có 6 người con rồi. Dạ. Dạ, 6 người con. Mà ba thằng trai chết. Mới chết đứa đầu là được 7-8 tháng rồi. Chị buồn với gia đình cô. Ba thằng, giờ còn 2 đứa con gái, đứa bên Mỹ, đứa bên Đức. Dạ. Còn hiện giờ đang sống với thằng trai ở nhà đặc biệt nước ngoài. Ở đâu con coi cái cô. Khoan, mấy bạn ơi để mình phóng ra cho mấy bạn dễ coi đó. Vinh nó chụp cho ông Linh không? Lúc cô mở tiệm chụp hình mà. Lúc cô mở tiệm chụp hình luôn. Vinh nó chụp cho ổng á. Vinh nó chụp cho ổng á. Vừa trợ lý vừa chụp hình luôn, quá tuyệt vời. Tất cả hình này là Vinh chụp không đó. Rồi, lúc trước là kiểu như là nghệ sĩ hát xong rồi cái những ái mộ đó ta xích ta thinh xin hình, người ta ký tên đó, rồi những người đó bây giờ ta đem những cái tấm hình đó ta rửa ta đem lại cho cậu. Nói là vậy. Này rất là nhiều tấm hình đẹp. Hình của Vinh chụp không á, hình của cậu là Vinh chụp không á. Của cậu để làm kỷ niệm những cái vở tuồng mà mặc đồ mà trang phục diễn á con đẹp đó, quá đó. Nó đi đặt trẫm từ một cái mẫu son phấn ổng nó đi mua cho con biết. Nga làm chứ không bằng nó đâu. Nga làm sau này chứ còn toàn bộ là nó làm cho ổng ấy lắm. Có tìm hình ảnh thì cảm ơn cô rất là nhiều, cô chia sẻ rất là nhiệt tình. Cảm ơn cô rất nhiệt tình. Tôi tìm hình ảnh của cậu Nắm, của nghệ sĩ Hùng Lĩnh cho mọi người biết được. Nhưng mà về quá khứ một thời huy hoàng đấy. Rất đông ạ. Hôm nay người rất đông. Bữa nay đi đông hết rồi. Đông nhất là bởi vì họ đến chia vui. Người đi xe đi về hết. Đông dưới đây mà. Bữa nay rất là đông. Đông nhất. Bữa nay đông nhất luôn á. Đông nhất luôn. Quý vị khán giả đến đây rất là đông luôn các bạn. Đông nhất từ trước tới nay á các bạn ơi. Lúc chưa là mạ cũng ngày chủ nhật cũng không đông như vậy đâu. Bữa nay rất là đông luôn nha. Hôm bữa nay cô chú anh chị đến đây rất là đông luôn các bạn. Đến đây có mục đích là chị đốt cho hành tượng của mình một nén nhang, nén hương để tỏ lòng ngưỡng mộ thôi các bạn.
Phần phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh là một người đa sắc đa tài, có nhiều người mến mộ, cho nên bữa nay rất là đông quý vị khán giả đến đây ủng hộ cũng như là hấp một trái nhang cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Sáng giờ Hồng Mang có ghé đây không anh? À chưa. Nghe nói một chút nữa. Vâng, các bạn cũng hãy nhìn thấy xe đậu ơn chút phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh rất là nhiều luôn các bạn. Xe đậu ơn chút phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Còn trong phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì bây giờ trang trên cung đường luôn các bạn, rất là đông luôn. Mình nghe nói là, nghe một nguồn thông tin là chị Hồng Loan sẽ đến đây bữa nay nhé các bạn. Cho nên các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Chị Hanh Loan thì đang phụ giúp chân trái cây, chân hoa. Không. Anh này là tài 66 vlog nha. Bữa nay người dân đến rất là đông luôn các bạn. Ở phía sau hội trường cũng khá là đông quý vị khán giả đến đây nhé. Tắt đèn led và Nhi. Đèn led. Đèn led. Quá đông luôn cả nhà ơi. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt.